Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả của Đại Kỳ Nguyên. Trong chương trình tin chuyên đề ngày hôm nay, mời quý vị nghe các bình luận với nhan đề Tinh hoa quân sự Mỹ có thể phủ đầu dữ dội thế nào nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan? Cựu Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quân sự Trung Quốc Hà Lôi đã tuyên bố tại diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc sẽ không mãi kiên nhẫn với Mỹ ở Biển Đông. Chuyên gia quân sự cho rằng đây chỉ là một kiểu phô trương sức mạnh điển hình Đối với lực lượng siêu của Mỹ, việc chiếm giữ các đảo quân sự do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông tương đối dễ dàng, trong khi quân đội Trung Quốc có thể không kịp làm gì. Gần đây, một số phương tiện truyền thông đã tiết lộ rằng đội biệt kích đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ siêu 6 của Mỹ đã được huấn luyện hơn một năm để chuẩn bị cho khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan. Những thông tin như vậy, cũng như khả năng quân đội Mỹ không kích Bắc Kinh, đều được coi là những bí mật ngầm mà các bên hiểu rõ. Huấn luyện của lực lượng đặc biệt Mỹ cho các tình huống xung đột tại eo biển Đài Loan có lẽ đã bắt đầu từ lâu. Vậy nếu Trung Quốc quyết định mạo hiểm, lực lượng siêu sáu và các đơn vị khác của Mỹ có thể thực hiện những hành động nào? Chuyên gia các vấn đề quân sự gốc Hoa Thẩm Châu đã có bài viết về những khả năng có thể khiến Bắc Kinh khiếp sợ này. Hành động tiên phong. Khi nhắc đến lực lượng đặc biệt, người ta thường nghĩ đến việc ám sát nhân vật quan trọng, giải cứu con tin hay thu thập thông tin quan trọng, chẳng hạn như đội siêu 6 đã thành công trong việc tiêu diệt trùng khủng bố Osama Bin Laden. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng trong các chiến dịch quân sự quy mô lớn, lực lượng đặc biệt của Mỹ thường là những người đầu tiên hành động, đóng vai trò tiên phong trong các chiến dịch bí mật. Các mục tiêu hành động của Bộ Tư lệnh Chiến tranh đặc biệt Hoa Kỳ bao gồm tạo ra môi trường để giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa khủng hoảng và tạo điều kiện cho thành công trong cạnh tranh và xung đột ứng phó nhanh chóng với các khủng hoảng toàn cầu và thực hiện các nhiệm vụ có độ rủi ro cao, nhạy cảm về chính trị. Nhận diện các mối đe dọa phi quy ước, phát triển khả năng ứng phó của các đối tác và tạo ra khó khăn cho đối thủ. Từ những mô tả này, có thể thấy lực lượng đặc biệt của Mỹ cần phải sẵn sàng hành động ngay khi khủng hoảng xảy ra, hoặc thậm chí trước khi khủng hoảng bùng phát. Nếu phát hiện Trung Quốc chuẩn bị mạo hiểm tại eo biển Đài Loan, lực lượng đặc biệt Mỹ có thể sẽ thực hiện các hành động tiên phong nhằm phá hoại kế hoạch tấn công của Trung Quốc, tốt nhất là buộc Trung Quốc phải từ bỏ. Nếu không thể ngăn chặn chiến tranh thì cần phải làm suy yếu khả năng thực hiện kế hoạch của Trung Quốc càng nhiều càng tốt. Bộ tư lệnh chiến tranh đặc biệt Hoa Kỳ công khai các hoạt động cốt lõi bao gồm: hành động trực tiếp, thực hiện các cuộc tấn công ngắn hạn và các hành động tấn công quy mô nhỏ khác, sử dụng khả năng quân sự chuyên biệt để chiếm giữ, phá hủy, bắt giữ, khai thác, phục hồi hoặc làm hư hại các mục tiêu đã chỉ định. Tình báo đặc biệt, thực hiện các hành động trong môi trường nhạy cảm nhằm thu thập hoặc xác minh thông tin có ý nghĩa chiến lược hoặc hoạt động. Chiến tranh phi quy ước, tổ chức các hoạt động giúp các phong trào kháng chiến hoặc nổi dậy có thể đe dọa, gây rối hoặc lật đổ chính phủ hoặc quốc gia chiếm đóng. Phòng thủ nội bộ nước ngoài, hỗ trợ các hoạt động bảo vệ và phát triển chiến lược và kế hoạch phòng thủ nội bộ của nước sở tại nhằm ngăn chặn các mối đe dọa như lật đổ, nổi dậy, khủng bố và các nguy cơ khác đối với an ninh, ổn định và tính hợp pháp của họ. Như vậy, lực lượng đặc biệt của Mỹ có thể thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp và hành động tình báo nhằm vào các mục tiêu có giá trị cao của quân đội Trung Quốc, cũng như cố gắng kích hoạt nội loạn trong nội bộ Trung Quốc. Đồng thời, họ cũng sẽ hỗ trợ Đài Loan trong việc loại bỏ các điệp viên và sự xâm nhập của Trung Quốc. Ám sát thủ lĩnh Việc ám sát các chỉ huy cấp cao của đối phương cho đến cấp cao nhất phải là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn chiến tranh và đó cũng là điều mà các lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ nhất. Lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc cũng được cho là chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng ám sát Kim Jong Un. Quân đội Hoa Kỳ và lực lượng đặc biệt của Hàn Quốc đã sát cánh chiến đấu kể từ khi bắt đầu chiến tranh Triều Tiên. Trước khi Mỹ đổ bộ vào sân bay Incheon, lực lượng đặc biệt đã đi đầu trinh sát, đánh dấu các điểm thấp trong eo biển dọn chướng ngại vật và tìm kiếm mìn có thể gây nổ. Trong giai đoạn sau của cuộc chiến, lực lượng đặc biệt của cả hai bên tiếp tục xâm nhập từ biển và phá hủy một số lượng lớn cầu, đường hầm, các mục tiêu trên biển và ven biển ở Triều Tiên. Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân Ám sát ông Kim Jong-un là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Kế hoạch ám sát ông Kim Jong-un của lực lượng đặc biệt Hàn Quốc hầu như đã bán công khai. Vì điều này mà Kim Jong-un vô cùng sợ hãi và phải thường xuyên thay đổi nơi ở, các lực lượng đặc biệt của quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ có kế hoạch ám sát chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các mục tiêu nên bao gồm chủ tịch quân ủy trung ương, phó chủ tịch, tham mưu trưởng, các tư lệnh và phó tư lệnh các quân chủng, tư lệnh và phó tư lệnh của từng chiến trường và cũng có thể bao gồm một số chỉ huy lữ đoàn của lực lượng tên lửa, một số chỉ huy quân đội hoặc chỉ huy lữ đoàn nhất định, vân vân. Một khi tất cả hoặc một số người này chết và chuỗi chỉ huy mất đi chức năng, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khó thực hiện kế hoạch tấn công Đài Loan, đồng thời hệ thống vũ khí hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng khó được kích hoạt. Các nhiệm vụ tương tự rất có thể sẽ được thực hiện bởi lực lượng siêu của Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng Delta của quân đội Hoa Kỳ. Đội siêu. Lực lượng đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ còn được gọi là siêu, bao gồm nhiều nhóm. Nhóm đầu tiên bao gồm các đội siêu 1, 3, 5 và 7. Nhóm thứ hai bao gồm các đội siêu 2, 4, 8 và 10. Mỗi đội siêu có 8 trung đội, mỗi trung đội gồm 16 người. Nếu mỗi trung đội tấn công một mình, về mặt lý thuyết, nó có thể thực hiện hàng chục nhiệm vụ cùng một lúc. Mỗi trung đội 16 người có thể được chia thành hai đội 8 người, 4 đội hỏa lực 4 người hoặc 8 đội bắn tỉa, trinh sát hai người tùy theo yêu cầu tác chiến. Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm hải quân có 3 đội thuyền đặc nhiệm, hai đội hỗ trợ chiến đấu, hai đội vận tải, hai đội trinh sát đặc biệt, một đội hỗ trợ hậu cần và một đội huấn luyện. Siêu có thể thực hiện các nhiệm vụ trong môi trường trên biển, trong rừng, đô thị, Bắc cực, vùng núi và sa mạc, bao gồm bắt hoặc tiêu diệt các mục tiêu cấp cao, thu thập thông tin tình báo đằng sau chiến tuyến của kẻ thù và tiến hành các hoạt động phá hoại. Đội Siêu 6. Đội Siêu 6 độc lập với các đội siêu nêu trên và trực thuộc sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Hải quân hoặc Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Liên hợp Hoa Kỳ. Đội siêu 6 là đội giỏi nhất. Tổ chức và nhiệm vụ của đội siêu 6 là tuyệt mật và họ thường thực hiện các hoạt động phủ đầu quan trọng nhất. Các ứng viên đăng ký gia nhập đội siêu 6 phải thực hiện ít nhất hai nhiệm vụ triển khai và sau đó trải qua quá trình tuyển chọn và huấn luyện kéo dài 8 tháng, tỷ lệ loại bỏ là khoảng 50%. Huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Mỹ rất nghiêm ngặt và có tính rủi ro cao, trong quá trình huấn luyện có thể xảy ra chấn thương nghiêm trọng và cái chết bất cứ lúc nào các khóa đào tạo bao gồm leo núi tự do, tác chiến trên bộ, võ thuật, lái xe, lặn, truyền thông, cũng như huấn luyện sinh tồn, né tránh, kháng cự và thoát hiểm. Đội siêu 6 được chia thành các trung đội tấn công theo màu sắc, đỏ, xanh, vàng, bạc, còn có trung đội đen phụ trách tình báo, trinh sát và giám sát, trung đội xám phụ trách cơ động, vận chuyển, hỗ trợ hậu cần và trung đội xanh khác phụ trách tuyển chọn và đào tạo. Mỗi trung đội tấn công có 3 tiểu đội mỗi tiểu đội khoảng 16 người, cũng có thể chia nhỏ thành các đội tấn công nhỏ hơn. Đội siêu 6 có hơn 1.300 vị trí quân sự và hơn 400 vị trí dân sự. Lực lượng đặc biệt của quân đội Hoa Kỳ Lực lượng tác chiến đặc biệt trực thuộc quân chủng lục quân của quân đội Mỹ còn được gọi là đội quân mũ nồi xanh. Có tổng cộng 7 nhóm chiến đấu lực lượng đặc biệt bao gồm 1, 3, 5, 7, 10, 19 và 20 nhóm chiến đấu được chia thành các chiến trường khác nhau. Ví dụ, nhóm hoạt động đặc biệt số 1 được giao phụ trách chiến trường Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nhưng cũng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. Mỗi nhóm chiến đấu bao gồm 3 tiểu đoàn hoạt động đặc biệt. Lực lượng đặc biệt chủ yếu tiến hành các hoạt động trên không. Lực lượng siêu của Hải quân cũng có thể tiến hành các hoạt động trên không, nhưng hầu hết lực lượng này nên xâm nhập từ biển. Trong một cuộc chiến có thể xảy ra ở eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông, lực lượng siêu của Hải quân được dự đoán sẽ là lực lượng tấn công đầu tiên tiếp theo là lực lượng mũ nổi xanh. Quân mũ nổi xanh đã công khai giúp huấn luyện quân đội Đài Loan. Yêu cầu để được chọn vào đội mũ nổi xanh cũng khá cao, tuy nhiên không cao bằng siêu 6. Những người giỏi nhất trong đội mũ nổi xanh sẽ có cơ hội được chọn vào lực lượng Delta. Lực lượng Delta Lực lượng Delta cũng thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt của quân đội Mỹ, nhưng chịu sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Liên Hợp. Được biết, lực lượng Delta có khoảng 1.000 người, bao gồm các trung đội tấn công A, B, C, D, E, cùng với trung đội G làm trung đội tiền tiêu và các trung đội tín hiệu, hỗ trợ, mạng máy tính và huấn luyện. Mỗi trung đội tấn công có 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội gồm 4 nhóm, mỗi nhóm từ 5 đến 6 người. Lực lượng Delta đã nhiều lần thành công trong việc thực hiện các nhiệm vụ giải cứu con tin, tiêu diệt và bắt giữ. Trong chiến dịch bão táp sa mạc, một nhóm bắn tỉa Delta của Mỹ đã phát hiện 26 tên lửa Scud ở phía tây Iraq. Sạ thủ đã bắn trúng thùng nhiên liệu của tên lửa từ khoảng cách 3.000 yard, ngăn chặn tên lửa bắn về phía Israel. Trong chiến dịch tự do bền vững ở Afghanistan, mục tiêu chính của lực lượng Delta là bắt giữ hoặc tiêu diệt các nhân vật cấp cao trong Al-Qaeda và Taliban và đã nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng siêu, sau đó cũng tham gia vào các nhiệm vụ trinh sát và tấn công quan trọng, tổng cộng tiêu diệt hoặc bắt giữ hơn 2.000 kẻ thù. Trong cuộc chiến Iraq năm 2003, các trinh sát của lực lượng Delta đã xác định mục tiêu cho các cuộc không kích của liên quân, khiến một lượng lớn xe bọc thép và hệ thống phòng không của Iraq bị tiêu diệt nhanh chóng. Lực lượng Delta cũng đã thực hiện một cuộc tấn công ban đêm vào một vị trí chiến lược tại một con đập và cùng với lực lượng Ranger đã giữ vững vị trí trong 5 ngày. Lực lượng Delta còn bắt giữ Saddam Hussein và các mục tiêu có giá trị cao khác như thư ký riêng của ông. Trong các hoạt động chống khủng bố tiếp theo, lực lượng Delta đã nhiều lần bắt giữ và tiêu diệt thành công các thủ lĩnh cấp cao của các tổ chức khủng bố, bao gồm cả thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo Abu Ibrahim al hashmir al Qaisi vào năm 2022, buộc ông ta phải tự kết liễu đời mình. Hoạt động đặc biệt bí mật Các quan chức cấp cao ở Trung Nam Hải, các quan chức lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở các tỉnh ven biển và các tướng lĩnh quân sự cấp cao sẽ có thể trở thành mục tiêu của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Những vụ ám sát phủ đầu này đương nhiên không được công khai, nhưng có thể nhanh chóng ngăn chặn chiến tranh xảy ra. Bất kể nhiệm vụ ám sát có thể hoàn thành toàn bộ hay một phần, lực lượng đặc biệt của Mỹ cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tiêu diệt ở các khu vực ven biển. Các điểm tập trung chính của quân đội Trung Quốc, kho đạn dược, kho dầu, hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và liên lạc, các vị trí định sẵn của tiểu đoàn tên lửa thuộc lực lượng tên lửa, sân bay, vân vân sẽ được đánh dấu chính xác cho phép quân đội Mỹ thực hiện nhiều hơn nữa các cuộc không kích chính xác. Lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ cũng có thể thực hiện các hoạt động phá hoại nhằm vào một số mục tiêu quan trọng, gây khó khăn cho quân đội Trung Quốc khi tiến hành một cuộc tấn công theo kế hoạch hoặc làm giảm đáng kể khả năng tấn công của họ. Cựu phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quân sự Trung Quốc Hà Lôi đã tuyên bố tại diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc sẽ không mãi kiên nhẫn với Mỹ ở Biển Đông. Đây là một kiểu phô trương sức mạnh điển hình. Đối với lực lượng siêu của Mỹ, việc chiếm giữ các đảo quân sự do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông tương đối dễ dàng hơn nhiều, trong khi quân đội Trung Quốc lại không thể làm gì. Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ có thể đã cố tình phát đi thông tin qua truyền thông về việc huấn luyện của siêu 6 như một trong những biện pháp răn đe đối với Trung Quốc. Bắc Kinh nên lo ngại trước các cuộc không kích của quân đội Mỹ và cũng phải e ngại trước lực lượng đặc nhiệm của Mỹ Liệu các quan chức cấp cao của Trung Nam Hải và các sĩ quan ở mọi cấp có dám đánh cược tính mạng của mình để mạo hiểm không? Thưa quý vị, mục tin chuyên đề của Đại Kỳ Nguyên xin được tạm dừng ở đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những phân tích và bình luận mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại.